Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy sẽ cùng chúng ta tìm hiểu tiếp về cái dạng bài trong chương trình toán lớp 6 mà liên quan đến phân số, tạm gọi là nâng cao một chút. Đó là tổng dãy số có quy luật. Ốc ơi, con nói nhỏ thôi. Ở ví dụ trước thì có nói đến dạng bài là hiệu hai thừa số ở mẫu thì bằng ở từ. Để ghi rõ vào đây, dạng 1 đó là hiệu hai thừa số ở mẫu thì bằng tử số. Ví dụ 1 trên 1 nhân 2 cộng 1 trên 2 nhân 3 cộng vân vân, 1 trên 99 nhân 100. Đây là ví dụ ở video trước. 2 trừ 1 thì ra 1, 3 trừ 2 thì ra 1. Dạng bài này con và các bạn còn nhớ cách làm không? Như nào? Đọc luôn. Bây giờ mình sẽ chỉ nhân lại với nó. Ừ, đang nhân lên mà. Ừ, thì đây là 2. Ừ, thế còn đây? Là 6. Thế xong làm nào? Đến tận 100. Vậy là chúng ta lại phải... Đây là học thật đấy. Đúng rồi, tách ra như nào? Có thể là bọn con cũng quên đúng không? Này. Thế con nói lại đi. Thầy nhắc lại nhá, chính như Hải Anh cũng quên này. 1 phần 1 trừ 1 phần 2 cộng với 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng vân 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 cộng 1 phần 99 trừ 1 phần 100. Cái hiệu này con quy đồng lên nó ra cái này mà. Cái này quy đồng lên thì con nhân 3 lên đây. Nhân 2 lên đây là 3 trừ 2 thì ra 1 thì là 1. Còn mẫu chung là 2 nhân 3 mà. Nếu ai quên chúng ta xem lại video trước nhá. Phải nhắc thế thôi, được chưa? Hôm nay chúng ta sang dạng 2. Dạng 2 là cái dạng mà hiệu của hai thừa số ở mẫu nó lại không bằng ở từ. Đó là ví dụ 1 trên 1 nhân 3 cộng 1 trên 3 nhân 5 cộng 1 trên 5 nhân 7 cộng vân 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 vân, 1 trên 99 nhân 101. Thì con? Ừ thì tí nữa. Đã nhớ ra chưa? 1 phần 1 trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng vân vân, 1 phần 99 trừ 1 phần 100. Thế xong rồi. 1 phần 1 với 1 phần 100. Đúng rồi, xong cứ trừ 1 phần 2 lại cộng 1 phần 2 thì hết. Trừ 1 phần 3 cộng 1 phần 3 hết, hết, hết. Cuối cùng còn 1 phần 1 trừ 1 phần 100. 99 phần 100. Đấy, phải nháp nhanh cái bài này, còn ai quên hẳn ấy thì xem lại video trước. Được chưa? Ok chưa? Nhưng điều kiện của dạng đó là gì? Hiệu của hai thừa số ở mẫu phải bằng ở tử mới được. Thế bài này thì sao? Bố hỏi, hiệu hai thừa số ở mẫu bằng mấy? Bằng 2. Bằng 2, tử bằng mấy? 1. Không bằng. Cái này hiệu bằng mấy? 2. Tử 1. Cũng không bằng. Bây giờ làm sao mà con biến được cái này nó lại về cái dạng bài kia? Giá như trên tử là mấy thì được? 2. Đúng rồi, giá như trên tử là 2 thì được. 2 là được luôn. 2 là được luôn. Thế bây giờ làm sao mà có thể cho 2 vào đây? Không phải. Làm sao để tử nó biến thành 2? Tất tần tật luôn. Thì mình... quy đồng 2 lên. Không phải quy đồng 2 lên mà mình lấy cả cái này mình... Nhân 2. Nhân 2, đúng rồi. Thế nhân 2 thì nhân vào đâu? Nhân vào tử hay nhân vào mẫu? Nhân vào tử. Nhân thì phải nhân vào tử. Thế nhân vào tử thì viết là 2 phần 1 nhân 3 cộng 2 phần 3 nhân 5. Chỉ không cần làm gì, chỉ cần ghi thêm mà. Đấy là một câu hỏi hay. Nếu chỉ ghi thêm thôi thì nó sẽ bị... dừng là... bị sai. Làm sao mà dòng trên nó bằng dòng dưới được tự dưng? Từ đâu mà dừng lại thêm này? Thì đúng rồi, muốn không sai thì người ta đóng ngoặc vào. Người ta lại nhân một số ở ngoài, đó là bao nhiêu? 2. Nhân bao nhiêu? 2. Thế lại nhân 2 nữa, thế thì nó thành nhân 4 à? Bọn con có biết chỗ này viết số nào không? 1. Sao lại? Thế nếu nhân 1 thì 1 nhân vào đây thì nó chả ảnh hưởng gì. Thế cái dưới này làm sao bằng cái trên được? Đề bài đang toàn là số 1, tự dưng biến đề bài thành số 2 làm sao mà đúng được? Âm 2. Nhân âm 2 á? Bọn con nghĩ xem, Hải Anh bảo nhân âm 2 có đúng không? Không. Nhân âm 2 vào thế thành nhân âm 4 à? Phải chia. Thì chia, đúng rồi. Phải chia cho gọi cho là nhân. Tức là phải chia 2 vào cuối đúng không? Thế nhưng thay vì viết chia 2 thì mình có thể viết nhân mấy ở đầu? Nhân... chia 2 tức là nhân với?
chia 2 tức là nhân với A chia 2 tức là bằng A nhân với 2 ạ. Ôi ơi, chia, thế chia phân số con quên rồi à? Muốn chia cho phân số thì ta nhân với. Thế A phần B mà chia C phần D thì nhân với phân số nghịch đảo. Thế chia 2 tức là nhân với âm 2. Nghịch đảo của 2 là mấy? 2. Nghịch 2 phần 1 thì là 1 phần 2. Ok, thì nhân với 1 phần 2. Hiểu chưa? Chia đây là chia 2 phần 1 thì là nhân với 1 phần 2. Vậy thì bây giờ bố đang nhân tất cả cái này với 2, như vậy nó không còn là cái đề bài nữa. Bây giờ mình muốn trở về đề bài thì mình lại phải chia cho 2. Mà chia cho 2 tức là nhân với 1 phần 2. Anh nghĩ bố là tính sau này mình sẽ đi nhân 1 phần 2. Đúng rồi, mình tính cái bên trong xong mình nhân 1 phần 2 sau. Thế bây giờ mình cứ để 1 phần 2 ở ngoài, bên trong mình làm. Làm cái này theo cái dạng cũ. Tách ra. Đúng rồi, nó có tách đi. 2 phần 1. 2 phần 2. 2 phần 2 đâu? Không, đây. 1 phần 1. 1 phần 1 Trừ đi 2 phần 3. Trừ đi 2 phần 3. Thông minh. Thật là thông minh. Thế bây giờ con quy đồng cái này cho bố xem làm sao nó ra được tử là 2. Mẫu chung là mấy? 3. Mẫu chung là 1 nhân 3. Vâng. Mẫu chung là tích. Vâng. Thế cái này nhân với mấy? 3. Nhân 3. Thế là không được. Thế cái này phải là 2. Tích 2 này được là 2. Quên dạng bài trước rồi, đây là số 1. Bạn Hải Anh đang bảo số 2 này vô dụng. Thầy giảng thật cho bọn con xem. Đây là tình huống thầy đang dạy Hải Anh chứ Hải Anh không có hề diễn gì cả. Hải Anh không biết thật đâu. Nào, chúng ta nhìn đến đây, tất cả chúng ta đều đang không biết, chỉ có thầy biết. Nào, mẫu chung bố hỏi con là bao nhiêu? Mẫu chung là 3. 1 nhân 3. Thế cái này phải nhân với mấy? Nhân với 3. Thế cái này nhân với mấy? Nhân với 1. Nhân với 1 thì trừ ra 2 chưa? Thế buổi trước, ở cái 2 video trước chúng ta học là để làm gì? Để làm đến... Đọc tiếp xem nào. Khi tách ra tử sẽ phải là 1. 2 này ấy, là để cho nó bằng cái hiệu ở mẫu thôi. Tử nó bằng hiệu. Thì đúng rồi, lúc tách ra nó phải là 1. Cho nó bằng để tách ra nó là 1 mà. Rồi, thế bây giờ cái này thì là mấy? 1 phần 3 nhân 1 phần... À, trừ 1 phần 5. Nào bây giờ nháp thử ở đây. Mẫu chung của cái này là mấy nào? Là 3 nhân 5. Thế cái này nhân với mấy? 5. Cái này nhân với 5. Cái này nhân với mấy? 3. Nhân với 3, thế trừ ra 2 chưa? Rồi, ok rồi, còn gì nữa à? Thế cái bên này? 1 phần 5 trừ 1 phần 7. Chấm 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 chấm. 1 phần 1 phần 99 trừ 1 phần 001. Rồi, đóng ngoặc. Thì bằng 1 phần 2 nhân 1 phần 1 trừ 1 phần 100, 1 phần 101. Trừ 1 phần 3 lại cộng 1 phần 3 là hết với nhau. Cứ trừ 1 phần 5 cộng 1 phần 5 là hết với nhau. Hết, hết. Thằng này nó hết ở đâu? Thằng này nó hết ở dưới. Nó hết ở đằng trước. Hết nhá. Thế thì cuối cùng còn thế này. Thế bây giờ 1 phần 2 cứ giữ nguyên thôi. Còn chỗ này ra bao nhiêu? Chỗ này thì ra 100 phần 101. Ok. Bây giờ nhân tử vào tử, mẫu vào mẫu, hay là rút gọn 100 cho 2 cũng được. Kết quả sẽ còn thì con rút gọn trước đi rồi đằng nào nhân xong chả phải rút gọn. Thế tùy con, kết quả là bao nhiêu? 100 phần 220. Đấy, nhân sai luôn. 100 phần 202 rút gọn còn 50 phần 101. Như vậy cái đề bài này này, kết quả nó là 50 phần 101. Dạng bài hôm nay là gì? Hiệu hai thừa số ở mẫu nó không bằng ở tử. Nhưng mình sẽ phải làm gì? Cho nó về bằng ở tử. Biến đổi cho nó về bằng ở tử. Bằng cách là mình x thêm vào, nhân thêm vào. Nhân xong rồi thì lại phải chia đi. Chia đi để cho nó về cái ban đầu. Thì bọn con mới được viết dấu bằng ở đây. Nhớ chưa nào? Nhá. Video này chúng ta chỉ làm có một ví dụ thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục học cái này ở các video tiếp theo. Được không nào? Rồi, ok, xin chào tất cả các con. À, hay là mình chép một cái đề bài cho các bạn làm thử nhỉ? Vâng. Quên mất. Mình chép một cái ví dụ chứ. S xì bằng 1 trên 1 nhân 4
cộng 1 trên 4 nhân 7 cộng 1 trên 7 nhân 10 cộng chấm chấm chấm. Đố Hải Anh bịa được cái số cuối. Đố Hải Anh bịa được số cuối. Còn nhớ quy luật không? 999. Quên rồi, quên rồi. Quên rồi. Hiệu là mấy? Hiệu là 3. Hiệu là 3 nhưng số đầu chia 3 dư mấy? Chia 3 dư 1. Thế thì cứ cộng thêm 3 thì ra 4, nó lại chia 3 dư 1. Cộng thêm 3 ra 7, nó lại chia 3 dư 1. 99 không được. 99 97. Tất cả đang là chia 3 dư 1 mà. 99 thì nó đã chia hết cho 3 rồi. 100 phần 103. Ok, thực ra 97 cũng được, bố nhớ nhầm. 103. Bây giờ thầy hỏi bọn con, SC. Ok, bố nhớ nhầm. SC bằng bao nhiêu? Cho thầy kết quả xuống dưới phần bình luận nhá.